Chào đón tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube và các cuộc thi sắc đẹp của mình. Như mình có thông tin trước đó, sau khi tham dự họp báo công bố sự quay trở lại của cuộc thi Miss Charm Hoa hậu sắc đẹp quốc tế năm 2023 sau gần 4 năm liên tiếp buộc phải hoãn tổ chức do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên toàn cầu. Nàng Á Khôi Nguyễn Thị Quỳnh Nga đã chính thức rút lui khỏi vị trí đại diện Việt Nam tại cuộc thi nhan sắc lần đầu tiên được tổ chức bởi một đơn vị của Việt Nam này. Và quyền cử thí sinh đến với cuộc thi Miss Charm năm 2023 đã thuộc về Unimedia, cũng chính là đơn vị đang nắm giữ bản quyền tổ chức cũng như gửi thí sinh đến với cuộc thi Miss Universe và Miss Supranational. Để tìm ra gương mặt kế nhiệm Quỳnh Nga đến với cuộc thi Miss Charm năm 2023, Unimedia cùng với các đơn vị liên quan đã tổ chức buổi casting kín đã chọn ra những ứng viên tiềm năng và đã có 10 cô gái được lựa chọn vào trong danh sách đề cử. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau gặp gỡ và tìm hiểu qua 10 ứng viên dành cho danh hiệu Miss Charm Việt Nam năm 2023. Và đặc biệt chúng ta cũng sẽ được gặp đại diện chính thức của Việt Nam ở phần cuối của clip này nhé. Đầu tiên là người đẹp Trịnh Thị Hoàng Kim, sinh năm 2000, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô cao 1m67, hiện tại cô đang là một MC song ngữ và là một nhà sáng tạo nội dung. Cô nàng là cử nhân Đại học Kinh tế Tài chính thành phố Hồ Chí Minh. Thứ hai là thí sinh Hồ Thị Hà My, sinh năm 1997, cô cao 1m73, đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng hiện tại đang là một người mẫu và từng đăng quang ngôi vị quán quân cuộc thi Fitness Model World Việt Nam năm 2022 vào tháng 8 vừa rồi. Gương mặt thứ ba là Lưu Phương Anh, sinh năm 2002, cao 1m77, đến từ thủ đô Hà Nội. Hiện tại cô đang là sinh viên ngành quản trị du lịch của trường Đại học Thương mại Hà Nội. Gương mặt thứ tư là Cao Ngọc Bích, sinh năm 1999, cao 1m74 và cô đến từ Hưng Yên. Hiện tại cô đang là sinh viên thiết kế thời trang tại trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. Thứ năm là cô nàng Lê Phan Hạnh Nguyên, sinh năm 1997, cao 1m72 và đến từ tỉnh Đồng Tháp. Hiện tại cô đang là quản lý phát triển kinh doanh và cô đã từng lọt vào top 41 cuộc thi Miss Universe Việt Nam năm 2022. Gương mặt thứ sáu là Đặng Dương Thanh Thanh Huyền, cô sinh năm 1996, cao 1m70, đến từ tỉnh Khánh Hòa. Hiện tại cô đang là một MC song ngữ rất quen thuộc đối với khán giả khi cô đã từng dẫn dắt đôi chung kết cuộc thi Miss Universe Việt Nam năm 2022 và trước đó cô đã từng lọt vào top 15 cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2015. Thứ bảy là thí sinh Thomas Iris Thanh, cô sinh năm 1999, cao 1m80 và đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng hiện tại đang là sinh viên trường Đại học Kiến trúc và là họa sĩ vẽ tranh minh họa. Gương mặt thứ 8 là thí sinh Lê Thanh Ngọc Quyên, cô sinh năm 1994, cao 1m71 và đến từ thành phố Đà Nẵng. Hiện tại cô đang là một người mẫu và cô từng vào đến top 15 cuộc thi Miss Fitness Việt Nam năm 2022. Chúng ta cùng đến với gương mặt thứ 9 là thí sinh Lê Ngọc Phương Thảo, sinh năm 1995 và cao 1m75. Cô nàng đến từ tỉnh Bến Tre, hiện tại cô đang là một nhân viên kinh doanh bất động sản. Và gương mặt cuối cùng là ứng viên Phạm Kim Ngân, cô sinh năm 2004, cao 1m73 và đến từ Đồng Nai. Cô nàng đã từng đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hoàn cầu Việt Nam năm 2022 vừa rồi và cô hiện tại đang là sinh viên trường Đại học MIT.
Vậy là người đẹp Đặng Dương Thanh Ninh Huyền đã chính thức trở thành đại diện của Việt Nam tại cuộc thi Miss Charm năm 2023. Bạn cảm thấy như thế nào về đại diện của chúng ta tại cuộc thi nhan sắc sắp tới? Hãy để lại ý kiến của bạn bằng cách bình luận phía bên dưới nhé. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video tổng hợp này của mình. Hy vọng các bạn sẽ nhấn like và subscribe cho kênh YouTube của mình để đón chờ những video tổng hợp mới nhất về các cuộc thi hoa hậu ở Việt Nam và trên thế giới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.